chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bàn giao nhà máy ấm tình thương cho hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tùng Lâm và xã Hải Thượng. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, đoàn công tác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện Tĩnh Gia đã tới dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện. Trong không khí thành kính, thiêng liêng, đoàn đã đặt vòng hoa của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia mang dòng chữ kính viếng các anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tĩnh Gia mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi lễ, sau một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn đối với những người con của quê hương đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giành lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho các thế hệ hôm nay. Ngày 26 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Tham dự buổi lễ
có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, đại tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ngọc Thư, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện người có công và bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, cán bộ chính sách 34 xã thị trấn. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện khai mạc lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017 và những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân huyện Tĩnh Gia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, ngay sau khi giành được chính quyền, quân và dân ta đã anh dũng đứng lên chống lại thù trong giặc ngoài. Trong những trận chiến đấu ấy, có nhiều người đã anh dũng hy sinh, nhiều người để lại một phần xương máu nơi các chiến trường. Nhiều chiến sĩ là thương binh, bệnh binh gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống. Trước tình hình đó, Trung ương đã quyết định lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ, ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và yêu mến thương binh. Trong các cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc, cán bộ và nhân dân huyện Tĩnh Gia đã tiễn đưa gần 10.000 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó 3.752 người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 1.756 thương binh đã để lại một phần xương máu của mình nơi các chiến trường. 950 thương binh, 1.281 người là đối tượng trực tiếp và gián tiếp nhiễm chất độc hóa học. 61 người bị địch bắt tù đầy, trong đó 16.850 người tham gia hoạt động kháng chiến, được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện được trao tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 26 trên 34 xã thị trấn và 3 đơn vị được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 8 người được phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 291 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. 70 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện đã thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, pháp lệnh ưu đãi người có công. Từ năm 2007 đến năm 2017, toàn huyện đã quyên góp được hàng chục tỷ đồng, xây mới được 80 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá gần 4,2 tỷ đồng, sửa chữa 342 nhà tình nghĩa cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, trị giá gần 4,5 tỷ đồng, tặng 602 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá 602 triệu đồng. Từ đó góp phần giúp đỡ tạo điều kiện cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh gặp khó khăn trong cuộc sống, có nơi ăn trốn ở ổn định, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế hộ gia đình. Bằng các hoạt động thiết thực cụ thể như thăm hỏi, tặng quà vào những dịp lễ Tết 27 tháng 7, các cấp ủy chính quyền trong toàn huyện đã tích cực động viên, giúp đỡ, khuyến khích các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhờ vậy mà đời sống tinh thần, vật chất của gia đình chính sách ngày càng được nâng cao. Nhiều thương binh, bệnh binh, người có công đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân huyện đã vinh danh và trao tặng quà cho 68 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn huyện và trao tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2012-2017 trong lao động sản xuất và thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 6 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tĩnh Gia phối hợp với Ban trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện, thân nhân các anh hùng liệt sĩ và đông đảo tăng ni Phật tử, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, sau phút tưởng niệm, tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, là lễ cầu siêu với nhiều nghi lễ như niệm Phật, cầu cho linh hồn anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an.
Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo huyện, tăng ni Phật tử, đoàn viên thanh niên đã thành kính thắp nến dâng hương lên từng phần mộ bằng tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Lễ cầu siêu dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, lòng tự hào, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ huyện nhà đối với công lao to lớn của những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập dân tộc, đồng thời tạo động lực cho thế hệ trẻ tích cực rèn luyện, lao động sáng tạo, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tối cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, huyện đoàn Tĩnh Gia phối hợp với nhà hát kịch quân đội tổ chức chương trình giao lưu Những năm tháng không thể nào quên, với sự tham gia của những nhân chứng lịch sử từng tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã tái hiện lại sự tàn khốc khắc nghiệt của chiến tranh qua lời kể của những nhân chứng lịch sử, đồng thời sẻ chia kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu cũng như nghị lực của người lính vượt qua những thương tật do chiến tranh để lại, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình xã hội và góp công góp sức nhằm tri ân đồng đội. Trao đổi tại buổi lễ giao lưu, đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Theo đó, chỉ tính riêng từ năm 2007 đến năm 2017, toàn huyện đã xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 8 tỷ 534 triệu đồng, xây mới 120 ngôi nhà tình nghĩa trị giá gần 7,2 tỷ đồng, sửa chữa 302 ngôi nhà tình nghĩa cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trị giá gần 6 tỷ đồng, tặng 1.600 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 232 triệu đồng cho các gia đình chính sách. Bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện, đến nay 99% đối tượng chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội. Chính vì vậy, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nhiệm vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng nhân dân cũng đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi người lính và Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Tại buổi giao lưu, huyện đoàn Tĩnh Gia đã trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở các địa phương trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đã tổ chức bàn giao nhà máy ấm tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà tại xã Tùng Lâm. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh có bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Về phía huyện, có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cùng lãnh đạo chính quyền xã sở tại. Gia đình bà Ngô Thị Hận, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm, thuộc diện hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà cấp 4 hơn 50m² với tổng giá trị gần 150 triệu đồng. Trong đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, anh em họ hàng, bà con lối xóm ủng hộ tiền, vật liệu, ngày công để xây dựng ngôi nhà. Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá sách của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có nơi ở khang trang, ấm cúng, đầy đủ hơn, đồng thời mong muốn gia đình sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã bàn giao nhà máy ấm tình thương cho hội viên Nguyễn Thị Hạnh, thôn Liên Đình, xã Hải Thượng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Trong đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng ban ngành đoàn thể xã Hải Thượng và anh em họ hàng, bà con lối xóm hỗ trợ giúp đỡ xây dựng ngôi nhà trên 100 triệu đồng. Nhân chuyến công tác tại huyện Tĩnh Gia, ngày 26 tháng 7, đoàn công tác nhà hát kịch quân đội đã đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.
đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu, thôn Cao Thắng 3, xã Nguyên Bình, thương binh 1/4 Phạm Đức Nghĩa, thôn Văn Nhân, xã Hành Nhân và thương binh 1/4 Nguyễn Bá Lưu, tiểu khu 3, thị trấn Tĩnh Gia. Tại các gia đình tới thăm, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Ngọc Thư, Giám đốc Nhà hát kịch quân đội đã bày tỏ sự biết ơn trước những hy sinh mất mát của mẹ Lê Thị Hừu cũng như các thương binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí Giám đốc Nhà hát kịch chúc mẹ và các thương binh sức khỏe để làm chỗ dựa cho gia đình và con cháu. Ngày 27 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện đã tổ chức trao quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện cùng 38 thân nhân gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, Ban xây dựng 67 Bộ Giao thông Vận tải, nay là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 Hà Nội, Sineco 5, Báo Tiền Phong và Tập đoàn Vincom Group Tĩnh Gia đã trao tặng 38 suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tuy là những phần quà nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, những người đã không tiếc xương máu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5, Báo Tiền Phong và Tập đoàn Vincom Group Tĩnh Gia tới các thân nhân gia đình liệt sĩ và thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ và thanh niên xung phong khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực để tỏ lòng tri ân đối với những gia đình có công với dân, với nước. Ngày 27 tháng 7, xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trần Thế Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp có công trình trên địa bàn. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cán bộ và nhân dân Nghi Sơn đã tiễn đưa hàng trăm người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có 76 người con vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường, 106 người là thương binh, bệnh binh và hàng chục người là nạn nhân chất độc da cam dioxin bị địch bắt tù đầy. Kết thúc chiến tranh, xã Nghi Sơn được nhà nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, có 8 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Để tưởng nhớ công ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, trong những năm qua, xã Nghi Sơn đã phát động sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. Xã đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng, tổ chức trùng tu tôn tạo đài tưởng niệm liệt sĩ và thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, xã đã tổ chức quyên góp được trên 420 triệu đồng, tổ chức trùng tu tôn tạo lại nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Đồng thời là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ăn quả nhớ người trồng cây trong toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Nghi Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xã hội đối với gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, tham mưu để làm tốt chính sách đối với người có công chưa được hưởng chế độ. Đồng thời mong muốn các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình cùng chính quyền và nhân dân địa phương tích cực phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, Đảng bộ chính quyền xã đã trao tặng quà và vinh danh 28 người có công tiêu biểu, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công, cho tập thể cán bộ và cá nhân tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa của xã.
Trước đó, xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ cầu siêu và tổ chức chương trình văn nghệ tri ân các anh hùng liệt sĩ của địa phương. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tưởng nhớ công lao của các thương binh liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chiều ngày 26 tháng 7, xã Hà tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cùng với quân và dân cả nước, quân và dân xã Hà đã có những đóng góp đáng kể cả sức người, sức của cho tiền tuyến. Theo đó, hàng trăm người con của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, Nam Bắc sum họp một nhà, cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa. Nhưng 96 người con ưu tú của quê hương đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Ngoài ra, đã có hàng trăm người bị thương tật và nhiễm chất độc hóa học da cam dioxin. Ngày hôm nay, tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát đau thương của chiến tranh thì vẫn còn đó. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Hà đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, như tu bổ, nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách, tổ chức thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng trong những ngày lễ Tết. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo xã Hà đã bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến xương máu để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương Hải Hà ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Hải Hà cũng đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, quà của huyện, xã và của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tặng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Hải Ninh và hơn 300 đại biểu là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Trước khi tiến hành lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đến tượng đài liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Đồng chí Lê Đình Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khai mạc và chủ trì buổi lễ. Trong hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc, xã Hải Ninh anh hùng có 226 người con đã anh dũng hy sinh, hơn 300 thương binh bệnh binh, 81 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin, 15 bà mẹ được nhà nước phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 1.200 người được Đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương, bằng khen vì đã có thành tích trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, 200 gia đình đã có công giúp đỡ cách mạng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Ninh đã kế thừa và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình, người có công bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tiếp nhận và quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang huyện nhà, tu bổ nâng cấp bia tưởng niệm, đặc biệt là tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho các thương binh, bệnh binh phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương cá nhân điển hình trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền xã Hải Ninh luôn xác định những đóng góp hy sinh to lớn của cha ông đã nở hoa cho độc lập và kết trái cho tự do. Vì vậy, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó tạo khối đại đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo tiền đề cho Hải Ninh xây dựng thành công xã nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền xã Hải Ninh đã trao tặng hơn 300 xuất quà cho thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam và thân nhân các liệt sĩ. Cùng ngày, xã Anh Sơn cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cùng với quân và dân cả nước, hàng nghìn người con quê hương Anh Sơn, theo tiếng gọi của non sông đất nước, đã lên đường tòng quân và trực tiếp phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Chiến tranh kết thúc, Nam Bắc sum họp một nhà, nhưng 56 người con của xã đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc. Hàng trăm người đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường. Đến ngày hôm nay, tuy chiến tranh tuy đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng dư âm cũng như những mất mát của chiến tranh vẫn còn in đậm trong mỗi người.
thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Trong những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được Đảng bộ, chính quyền xã Anh Sơn chú trọng và đẩy mạnh, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, như phong trào xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho các đối tượng chính sách và gia đình người có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ Tết. Cũng từ phong trào đền ơn đáp nghĩa đã góp phần quan trọng tạo điều kiện cho các hộ gia đình chính sách, người có công vươn lên khắc phục khó khăn, thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, xã Anh Sơn cũng đã trao quà cho các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, sáng ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Anh Nhân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Sự buổi lễ có mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Trức và Lê Thị Quyên. Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị và các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Anh Nhân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân xã Anh Nhân đã tiến đưa hàng trăm thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có 172 người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, 121 người là thương binh, bệnh binh. Đặc biệt có 12 gia đình có con trai độc nhất và 2 đến 3 con là liệt sĩ. Hàng trăm người đang phải gánh chịu nỗi đau da cam, không ít người chịu nỗi đau xuyên thế hệ con cháu của mình. Trong những năm qua, công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng được Đảng bộ, chính quyền xã Anh Nhân triển khai dưới nhiều hình thức phong phú thiết thực. Qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, động viên khuyến khích các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống, trong lao động sản xuất và làm giàu chính đáng. Trong đó có thể kể đến các hoạt động như trùng tu tôn tạo, quét dọn và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam các ngày lễ Tết, làm mới 3 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà với tổng số tiền lên đến 170 triệu đồng. Trong 5 năm qua, xã Anh Nhân đã đón nhận truy tặng 9 danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, đề nghị cấp phương tiện trợ giúp trình hình cho 5 thương binh hạng 1 và 2/4. Hội đồng chính sách xã đã tiếp nhận hoàn thiện đề nghị chi trả một lần 127 hồ sơ cho công dân hòa tuyến chống Pháp và chống Mỹ theo quyết định 49 của chính phủ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Anh Nhân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã đã đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Anh Nhân cần phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Anh Nhân đã trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Vừa qua, xã Phú Sơn đã phối hợp với Ban trị sự Chùa Am Các tổ chức lễ cầu siêu nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Sự buổi lễ có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trên địa bàn. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con Phú Sơn đã lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc chiến tranh, xã có 20 người con nằm lại ở các chiến trường, 26 người đã bỏ lại một phần cơ thể nơi chiến trường cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Có một mẹ đã được truy tặng mẹ Việt Nam anh hùng. Thấm nhuần đạo lý ăn quà nhớ người trồng cây, Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong buổi lễ trang nghiêm này là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Sơn tỏ lòng thanh kính và sự biết ơn vô hạn với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông, trong các ngày từ 24 đến ngày 27 tháng 7, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 92 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 92 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 27 triệu đồng, tước giấy phép lái xe mô tô 2 tháng 8 trường hợp, với các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, không bật tín hiệu khi chuyển hướng, phương tiện không có gương chiếu hậu. Những ngày qua, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tân Dân và xã Hải Châu,
hậu quả một người chết, một người bị thương, hư hỏng một xe ô tô, một xe mô tô. Đặc biệt vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 tại thôn Minh Sơn xảy ra vụ tai nạn vào ban đêm nên không xác định được xe gây tai nạn. Tại hiện trường một người chết và phương tiện bị hư hỏng. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.